Lạy Chúa, con đoàn chúng con vừa được vui mừng cử hành lễ sinh nhật Thương Cứu Độ trần gian. Xin cho chúng con biết đem cả cuộc đời hiện tại làm chứng rằng Người đã đến, hầu mai sau được cùng Người hưởng phúc vinh quang, Người hằng sống và hiền trì muôn đời. Amen. Ngày lễ vẫn như chương trình Chủ nhật, 8 giờ sáng mai tôi xuống lễ Bảo Nhai, sau đó đi nhập lúc, rồi 3 giờ chiều xuống lễ Ẩm Nhu, rồi sau đó tôi đi tiếp cái công việc của tôi. Thì các giáo điểm mà tôi dâng lễ thì xin mọi người sắp xếp thời gian như tôi đã thông báo. Ngày lễ trọng, lễ buộc thì sẽ chương trình như lễ ngày Chủ nhật. Xin mọi người nhớ để sắp xếp thời gian có thể tham dự thánh lễ. Và đặc biệt ngày mai ngày lễ trọng, buộc tham dự thánh lễ và nghỉ việc sát cả ngày. Để chúng ta nhớ để không có lỗi luật Chúa nha. Xin cảm ơn công đoàn. Thiên Chúa vô cùng hiền hảo đã nhờ con của Ngài nhập thế mà xua đuổi bóng tối trần gian, và nhờ con của Ngài giáng sinh vinh hiển mà soi sáng đêm cực thanh ngày. Xin Ngài xoa tan bóng đen tật xấu khỏi anh chị em và chiếu soi tâm hồn anh chị em nhờ ánh sáng nhân đức. Thiên Chúa đã muôn nhờ thiên thần loan báo cho các mục đồng niềm vui trong đai. Con Ngài giáng sinh đem lại ơn cứu độ. Xin Ngài đổ tràn niềm vui vào tâm trí anh chị em và làm cho anh chị em thành những người loan báo tin mừng của Chúa. Amen. Thiên Chúa đã dùng việc nhập thế của con Ngài mà nối kết đất với trời. Xin Ngài cho anh chị em được tràn đầy ơn bình an và lòng thương mến của Ngài, và xin Ngài làm cho anh chị em được giữ phần với hội thánh trên trời. Amen. Và xin phúc lành của Thiên Chúa là Cha toàn năng, là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho tất cả anh chị em. Amen. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an. Tạ ơn Chúa. Con xin mời quý cha cùng toàn thể cộng đoàn an toàn. Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương. Trọng kính Cha Giuse Chủ tế, kính thưa các quý vị khách quý đại diện cho chính quyền của các ngành các cấp, kính thưa quý ông bà cùng toàn thể cộng đoàn hương giáo đang hiện diện nơi đây. Hôm nay trong một niềm hân hoan vui mừng phấn khởi trên khắp toàn cầu, long trọng mừng mầu nhiệm nhập thể con Thiên Chúa xuống thế làm người và ở cùng chúng ta. Ngài đến để khai mở một kỷ nguyên mới và để cứu độ toàn thể nhân loại. Và đã sự Adam đã đánh mất của xưa kia, để chúng ta khỏi tội lỗi và có một cuộc sống tự do và hạnh phúc của con cái Thiên Chúa. Hôm nay trong một niềm hân hoan vui mừng đó, giáo họ Phú Lưu chúng con mừng kỷ niệm 2017 năm con Thiên Chúa giáng dần. Được sự quan tâm và ưu ái và sự hướng dẫn chỉ dạy của cha sự cha phó Giuse, quý dì, quý ân nhân và quý cộng đoàn đã hy sinh đóng góp thời gian, sức khỏe, tinh thần, vật chất cho buổi giao lưu văn nghệ và thánh lễ mừng Chúa Giáng sinh đêm nay được thành công tốt đẹp. Trước hết, cho con sẽ thay mặt Hội đồng Giáo sứ Phú Lô xin gửi tới tri ân đến cha sứ Giuse Nguyễn Văn Thành, cha phó Giuse Hoàng Quốc Oai trong năm qua đã dìu dắt nâng đỡ cho giáo họ Phú Lô chúng con ngày càng được trưởng thành và đoàn kết yêu thương các hội đoàn, tích cực tham gia hoạt động trong lĩnh vực của các giáo họ và thánh lễ được thường xuyên trong giáo họ cũng như các giáo điểm mà cha đang phụ trách. Đức tin ngày càng được vững vàng, đặc biệt nhất là đêm Noel của năm 2017 mà cha phó Giuse Hoàng Quốc Ai đã
đã tổ chức đêm văn nghệ chào mừng Chúa Giáng Trần và Thánh lễ đêm nay được trang trọng và sốt sáng. Con xin chân thành cảm ơn tới quý vị đã dày công vun đắp luyện tập trong chương trình tiết mục văn nghệ cho giáo họ Phú Lu chúng con được thành công rực rỡ. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn tới quý vị đại biểu khách quý đại diện cho chính quyền các ngành các cấp đã tạo điều kiện giúp đỡ cho giáo họ Phú Lu chúng tôi tổ chức đêm Noel thành công tốt đẹp. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn tới công an huyện Bảo Thắng, công an thị trấn Phú Lu, ban công tác trật tự của thị trấn Phú Lu đã âm thầm giúp đỡ về an ninh trật tự cho buổi giao lưu văn nghệ hôm nay được tốt đẹp. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị khách quý cùng tôn giáo bạn, quý ông bà cùng toàn thể anh chị em đã không quản ngại thời tiết khắc nghiệt, đường xá xa xôi đã đến chung vui với chúng tôi buổi giao lưu văn nghệ thánh lễ mừng Chúa Giáng sinh hôm nay được thành công tốt đẹp. Đó là nhờ sự công tác đắc lực của ban ca đoàn, hội Nevisio, giới trẻ, người cao niên, đội trống, ban trật tự, ban âm thanh ánh sáng, ban ẩm thực, ban tiếp tân đã công tác nhiệt tình cho buổi giao lưu văn nghệ và thánh lễ đêm nay được diễn ra tốt đẹp. Nhân dịp bước sang một năm mới năm 2018, có thay mặt hội đồng của giáo xứ Phú Lu xin kính chúc cha Giuse, kính chúc quý vị quý cộng đoàn cùng toàn thể các vị khách quý một năm mới tràn đầy hồng ân Thiên Chúa và tràn đầy hồng ân Chúa hài đồng sẽ ban tặng. Sau đây chúng con có một bó hoa tươi thắm dâng lên để tặng cho cha, xin cha vui lòng nhận bó hoa của chúng con. Tươi thắm mà giáo họ chúng con sẽ gửi tặng cho cha. Chúng con luôn rằng lúc nào cha cũng tỏa hương như một bó hoa này. Hoa nở thì hoa sẽ chết kết trái và sẽ nở hoa. Và chính vì vậy chúng con muốn rằng giáo họ Phú Lu chúng con ngày càng được trưởng thành hơn. Đó là nhờ công của cha Giuse. Vâng, một lần nữa con xin chân thành cảm ơn. Cảm ơn ông trưởng ban thủ giáo. Nhưng mà hoa này mà nó nở nhưng mà nó sẽ không kết trái. Hoa này thôi mà cha hiểu tấm lòng của ban hình giáo cũng như các ban đoàn và kính bài chị em dành cho cha. Như cha đã chia sẻ là khi cha có bài sai về với bà con ở đây, ước mong lớn nhất của cha là cha được cùng cộng tác với ban hình giáo, các ban ngành và bà con giáo dân, làm sao chúng ta cùng đoàn kết với nhau, thương yêu nhau và luôn luôn nâng đỡ nhau trong cái công việc cũng như trong bổn phận trách nhiệm của mình. Ai cũng biết là chúng ta không ai là hoàn hảo cả, ai có thiếu sót. Vì thế mà chúng ta cần lắm sự nâng đỡ nơi người bên cạnh. Cha cũng vậy, cha cũng mong muốn được lắng nghe, chia sẻ, góp ý với bạn chị em, đặc biệt là cộng tác với cha, giúp đỡ cha và nâng đỡ cha trong bổn phận và trách nhiệm của mình, để làm sao giáo họ, giáo xứ của chúng ta mỗi ngày được trưởng thành hơn, mỗi ngày được lớn lên, không chỉ về đời sống nhân bản, nhưng mà còn lớn lên trong cả đời sống đức tin. Như thế cha nghĩ là chúng ta mới có thể hoàn thành được điều mà Chúa muốn nơi mỗi người chúng ta. Một lần nữa cha xin được cảm ơn giới trẻ, ca đoàn và những người mà có thể nói là rất là vất vả để có được cái buổi biểu diễn hôm nay. Như cha đã hứa là làm tốt thì sẽ có thưởng, mà làm không tốt thì không sao, nhưng mà không tốt vẫn có động viên, nhưng mà cố gắng nha cha, cũng hy vọng. Nhưng mà vẫn không quên được hôm nay cái ban ẩm thực là những người âm thầm làm việc từ sáng rất sớm mà cho đến chiều để có thể có được bữa ăn cho bà con.
rồi thì ban các ban ngành như thế, những người cứu xe và được cả ban âm thanh ánh sáng, những người âm thầm không có ý kiến, không có tiếng nói nhưng mà lại rất quan trọng trong cái buổi hôm nay. Một lần nữa cha xin được cảm ơn tất cả, chúng ta cùng dâng lên Chúa lời tạ ơn, và rồi để chúng ta cũng rút kinh nghiệm sang năm tới chúng ta sẽ làm tốt hơn. Những người mấy bạn trẻ vừa nói là chưa tốt phải không, thì cha thấy được cái sự cố gắng hết mình của anh chị em đối với cha đấy là thành công, đấy là kết quả. Bởi vì sao? Cha không mong mỏi hơn anh chị em làm sao phải làm thật tốt, thật tròn, để làm sao thật hoành tráng gì đó, nhưng cha muốn được thấy sự cố gắng và nỗ lực hết mình của anh chị em, kết quả được đến đâu đối với cha đó là thành công. Cha mong muốn năm tới sẽ cố gắng hơn nữa nha. Một lần nữa xin được cảm ơn tất cả. Bây giờ chúng ta kết thúc rồi hả? Good.